Dâu tằm kìa. Hiện tại thời tiết tại Tây Nguyên thật sự rất là nóng. Mình sẽ hái dâu tằm để ngâm đường làm nước giải khát mùa hè uống nhá. Dâu tằm chín đến nỗi đã rụng rồi và nhà mình thì có 2 cây. Còn nhớ hồi bé nhà mình có đúng 1 cây mà trái thì quanh năm. Mấy đứa trong xóm cứ thích đến nhà chơi rồi hái ăn. Ấy thế hồi nhỏ nhà có 1 cây mà tự hào lắm. Các bạn đến nhà xin hái để ăn mà hơi bị keo kiệt. Lúc nào cũng bảo là chờ chín rồi hái, thế mà cũng để cho nó rụng đầy sân. Lúc nhà đúng công nhận trẻ trâu thật. Cô cháu mình đã hái xong 1 túi, dơ hết cả tay rồi. Bây giờ chúng mình sẽ tiến hành ngâm dâu nhé. Rửa sạch với nước xong rồi ngâm 1 nắm muối. Sau đó phơi để đến khi ráo nước. Đổ 1 lớp đường đầu tiên, sau đó là bỏ dâu tằm. Đổ thêm lớp đường thứ 2 rồi sau đó lớp dâu tằm. Tiếp tục đổ lớp đường thứ 3, sau đó là lớp dâu tằm. Phủ lớp đường cuối cùng và đóng hộp lại. Thế là chúng mình đã có hộp dâu tằm ngâm. Tại vì cái hộp của mình bé quá nên cái số thừa này mình sẽ ăn. Ngoài ăn không như thế này thì chúng mình cũng có thể dã với muối ớt. Chua cay ngon hết sảy. Đã xong. Bây giờ chỉ cần cất vào chỗ mát và chờ đến 2-3 hôm nữa thì mình sẽ làm nước giải khát và mời mọi người uống nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.